Bí mật. Tại sao bạn lại nghĩ rằng 7% dân số kiếm được tới 96% tổng tài sản của nhân loại? Bạn còn nghĩ rằng đó là sự ngẫu nhiên không ạ? Và nó được thiết kế như vậy, họ đã hiểu được một điều gì đó, họ đã hiểu được bí mật của luật hấp dẫn. Và ngay bây giờ bạn đang được biết về bí mật. Những người thu hút được sự thành công đủ đầy tới vào cuộc sống của họ, họ đều sử dụng bí mật. Dù họ có hay là không ý thức được điều đó, họ nghĩ đến sự thịnh vượng và sự sống tốt. Họ không để bất cứ suy nghĩ không tích cực nào bám rễ trong tâm trí của họ. Họ suy nghĩ chủ đạo trong đầu là những suy nghĩ về sự thịnh vượng. Họ biết tới sự thịnh vượng và không có một cái điều gì đó khác tồn tại trong tâm trí của họ. Dù họ nhận thức được điều này hay là không, thì chính những suy nghĩ về sự thịnh vượng đó là thứ đã mang tới cho họ cuộc sống được thịnh vượng. Đó chính là luật hấp dẫn trong hành động.